Ôi, một cây hương không? Cao 7-8 mét nè. Vô chích một miếng nè. Mấy người nó ăn cơm nè. Cơm miếng nè. Ai mua bán nè. Nhà cao nha. 5 cây. Cơm 5 cây nha. Bên kia một cây nữa. Đây một cây nữa nè. Hương nè. Cũng vô cưa miếng nè. Ba cây, bốn cây nè. Năm cây. Bên kia này kìa. Bên kia này kìa. Rồi, chúc mọi người thành công nhé.